nhiên kìa ha. Xin chào cả nhà, thì hôm nay bên trung tâm thẩm mỹ viện của bác sĩ Khải sẽ quay trực tiếp cho cả nhà xem một cái dáng mũi cấu trúc lờ lai của một vị khách hàng nữ rất là xinh đẹp nha. Thì bé này làm dịch vụ là em làm dịch vụ gì vậy em? Em làm mũi và làm cằm. Mũi cấu trúc ha. Thì em tên gì? Em tên Hà Anh. Tên Hà Anh ha. Thì Hà Anh chia sẻ cho anh cũng như là mọi người biết thì cái tình trạng mà trước đây khi em đến với trung tâm là mũi của em nó bị gãy với lại nó bị tè cái còn đầu mũi thì nó to và sau đó hai thành mũi thì nó bị dày và cằm của em nó sẽ bị lệm và bị lệm nhiều đúng không? Đây. Thì em nói thẳng cho mọi người xem ha, đây rất là đẹp nha. Đây là kết quả sau 9 ngày. Xa xa giùm em ha. Đây rất là đẹp nha cả nhà. Đây cái dáng mũi thì bây giờ được rất là đầy đặn ha. Đây cái sống mũi đầy đặn và cái đầu mũi được thu nhỏ, vẫn còn hơi sưng một chút xíu. Nhưng mà vài ngày nữa là rơm đẹp nha cả nhà. Cằm thì bây giờ lẹm đã được khắc phục hoàn toàn nha. Đây dáng cằm V-line rất là đẹp. Thì vấn cằm đã đẩy ra tròn đầy và đẩy ra đó, không có nhọn như là đơ như cả nhà, rất là đẹp. Thì trong quá trình làm thì em có đau nhức gì không em? Không, không bị đau, không bị đau nhức gì hết ha. Về thì sinh hoạt bình thường không? Mấy ngày đầu thì hơi khó khăn nhưng mà những ngày sau thì bình thường. Rồi thì bây giờ mình sẽ cho cả nhà xem cái hình ảnh trước đây của bé Hà Anh nha cả nhà. Đây trước đây nha, trước thì cái đầu mũi to, sống mũi thấp, cực thấp, bị gãy phần mắt và càm bị lẹm vô. Đây phần càm bị lẹm vô, đây mình sẽ phóng zoom cho mọi người xem. Ngay kể cả bản thân bé Hà Anh là nhìn cũng phải giật mình nha cả nhà, quá sức thành công luôn nha. Càm lẹm, mũi to, đây và sau đây, trước và sau nha. Mũi đẹp quá bác mà còn hơi sưng, đúng rồi em, mũi vẫn còn hơi sưng nhưng mà rất là đẹp. Đây thì em sau khi mà xem gương thì em có giật mình không ạ? Có. Em có vui không? Có. Đầu tiên là vui sướng đúng không? Dạ, mũi cao. Mũi cao và đẹp ha, thấy khác đi rất là nhiều. Thì cảm giác rất là vui luôn. Thường cả nhà xem thì lúc trước thì cuộc sống trước khi mà chưa nâng mũi thì nó cũng khó khăn đúng không em? Dạ. Để em có thể chia sẻ cho mọi người cho biết là không tự ti hay là sao? Dạ, cảm thấy tự ti về bản thân. Đúng rồi, khó khăn trong việc chụp ảnh xuất hiện trước mọi người đúng không? Dạ. Thì bây giờ cái góc nghiêng rất là đẹp luôn, đẹp xuất sắc luôn nha cả nhà, phải nói là thay đổi ngoạn mục luôn nha. Đây thanh xuân của một người con gái rất là ngắn nha cả nhà. Đó thì mọi người ai có tình trạng như là bé Hà Anh thì đến với trung tâm thẩm mỹ viện bác sĩ Khải thì bác sẽ thay đổi dụng diện mạo mới cho các bạn. Đó để mà chúng ta sẽ có được một cái thanh xuân, một cái nhan sắc rất là đẹp. Thì điển hình đi, nói như trong cuộc sống như là công việc, tất nhiên là khi em đẹp rồi thì đi xin việc làm cũng như là mọi thứ nó ok đúng không em? Dạ. Hiện tại em làm công việc gì? Không, em chỉ mới là học sinh thôi. Học sinh thôi ha. Dạ. Đây bé này quyết định rất là sáng suốt khi mà nâng mũi sớm như là thay đổi diện mạo mình sớm nha. Thay đổi hoàn toàn, giờ đẹp quá bác sĩ ơi, bác sĩ cảm ơn Ali Nguyễn nha. Mũi mấy ngày rồi bác? Mũi này được 9 ngày rồi nha em. Bên mình 20 tháng 10 có chương trình khuyến mãi gì không ạ? Có nha em. Thì bên trung tâm là 20 tháng 10 có chương trình là nếu các bạn chia sẻ cái live stream thì các bạn sẽ nhận suất giảm giá từ 1 đến 2 triệu đồng. Và khi đến với trung tâm thì có vòng xe may mắn để chúng ta giảm giá từ 1 đến 3 triệu đồng, cùng với hiện vật là những cái quà tặng nha. Bên trung tâm thẩm mỹ viện bác sĩ Khải nha. Đây thì sau khi mà trải nghiệm dịch vụ tại trung tâm á thì em cảm nhận dịch vụ em có tốt không và mấy chị chăm sóc cho em trong suốt thời gian vừa qua như thế nào? Dạ có, mấy chị lúc mà tư vấn rất là nhiệt tình. Rất là nhiệt tình đúng không? Em hài lòng không? Dạ có. Rất là hài lòng đúng không? Đây cả nhà cho cả nhà xem cái hình ảnh nha. Những mũi quay từ trên xuống rất là đẹp. Đây trước, trước và sau đây. Có đau không bé? Một bạn khách hàng hỏi là em có đau không? Dạ không, em không đau. Không đau đúng không em? Dạ, trong lúc làm là không có đau. Không biết gì luôn đúng không? Dạ. Đây rất là đẹp, thì bây giờ mình sẽ quay xuống cái dáng càm. Đây, cả nhà có thể thấy là mình zoom lên. Trước thì cái dáng càm bị lẹm rất là nhiều. Đây, sau khi mà độn lên nha. Đây, khác nhau mà. Đây, rất là khác luôn. Thì khoảng tầm là một tháng nữa thì em sẽ đều xuất sắc luôn á, cái dáng mũi gom lại luôn á. Về ngày chịu khó ngậm thêm thuốc nha. Thì em có lời nào để cảm ơn bác sĩ Khải đã làm cho em một cái dáng mũi cũng như cái diện màu đẹp như thế nào không? Dạ có. Em gửi bác sĩ đang xem đó. Dạ. Em có lời nào để gửi bác sĩ Khải? Dạ,
em rất là cảm ơn bác sĩ. Dạ. Dạ, em cũng không nghĩ là sau khi mà phẫu thuật xong em sẽ được như thế này. Dạ, dạ. Rất là vui luôn đúng không? Dạ. Thì sau này có bạn bè gì hỏi có giới thiệu cho tầm biên vị bác sĩ Khải không em? Dạ có. Dạ, có. Thì là có rồi ha. Dạ. Rồi thì mình xin kết thúc live stream này cho bé khách hàng này các chị nha. Mọi người có câu hỏi thắc mắc cứ mạnh dạn comment vào đây. Và nhớ là chia sẻ cái live stream này nha cả nhà. Chia sẻ thật mạnh nha để nhận nhiều cái ưu đãi khuyến mãi. Quá đẹp khác hẳn trước như hai người luôn. Đúng rồi nha cả nhà. Phẫu thuật như thế này mới nên là phẫu thuật nha cả nhà. Rất là đẹp. Thì cái form bên trung tâm này sửa cả càm và mũi đều rất là tự nhiên. Bản thân em thấy là tự nhiên không em? Dạ có. Rất là tự nhiên đúng không? Mới có 9 ngày thôi. Mới có 9 ngày thôi mà đẹp như thế này rồi. Khoảng tầm 1 tháng nó sẽ như thế nào ạ? À? Rất là đẹp. Rồi thì đại diện bên trung tâm thì anh xin chúc em là ngày càng xinh đẹp và thành công trong cuộc sống và thành công trong con đường học hành của em nha. Dạ cảm ơn. Yeah.